Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và em đang đứng ngay vòng xoay dân chủ, con đường cách mạng tháng 8, Lý Chiến Thắng 3 tháng 2, Hàng Hải Nguyên. Và trước mặt chúng ta chính là tòa nhà của tập đoàn Viettel. Đây là tòa nhà văn phòng và cũng là tòa nhà cho thuê của tập đoàn Viettel. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi trên con đường cách mạng tháng 8 của quận Tân Bình nha anh chị ơi. Cái máy của em thì quay ban ngày thì tạm, còn quay ban đêm thì chất lượng của nó chỉ được đâu đó khoảng là 4 đến 5 điểm thôi. Ok, từ vòng xoay dân chủ chúng ta sẽ đi về con đường cách mạng tháng 8. Lúc này Sài Gòn đâu đó tầm khoảng là 8 giờ 20. Cái giờ này thì những ai tăng ca thì họ mới ra khỏi công ty thôi. Lúc này ngoài đường anh em Grab, anh em giao hàng, shipper là đông nhất anh chị ạ. Bún bò 45.000. Nói chung là mình đi trên đường với vận tốc này nó cũng khá là chậm, cũng ảnh hưởng tới khá là nhiều người đi trên đường anh chị ạ. Ngay đây là sân khấu Lan Anh, câu lạc bộ Lan Anh. Đây là con đường cách mạng 8 này, Hòa Hưng anh chị ơi. Bên kia là con đường Hòa Hưng nha. Mình đang từ sân khấu Lan Anh đi về bệnh viện Thống Nhất.
trên con đường này những cái trạm dừng chân của tuyến metro Bến Thành Tham Lương đang được xây dựng anh chị. Em thấy là họ đang rào chắn lại nè, đang rào chắn lại để thi công bên trong. Giờ mình sẽ đi vào công viên Lê Thị Riêng chút xíu luôn nha anh chị. Đi vào phía trong sân để xem trong đó thì họ bán cái gì nha. Công viên Lê Thị Riêng đây rồi anh chị ơi. Ẩm thực đường phố công viên Lê Thị Riêng. Dạ không. Dạ dạ dạ. Dạ dạ rồi, ok ok. Ok anh ra lại, anh ra lại. Hết đường rồi anh chị ơi. Chắc là họ đang xây dựng cái đoạn này á, họ đang xây dựng cái bến của tuyến Bến Thành Tham Lương. Bán ở đây phải canh chừng công an anh chị ạ, họ dí thường xuyên luôn á.
họ ra quân họ dẹp thường xuyên, cho nên bản ở đây cũng phải cẩn thận, vừa canh vừa đón khách và vừa canh chừng bên trật tự nữa. Đây có món lẩu bò khá là nổi tiếng anh chị ạ, lẩu bò bốn mùa. Khu này bây giờ là khu ẩm thực anh chị nè, đây khu ẩm thực ha, bên kia đường cũng vậy. Hai bên đường bây giờ quán ăn rất là nhiều luôn. Mấy cái đoạn này thì sau này là cái bến xe, cái nơi đưa đón khách, bỏ khách, Cổ Tuyến, Bến Thành, Tham Lương.
tới đây là bệnh viện Thống Nhất rồi anh chị ơi. Bệnh viện Vì Dân, bệnh viện Thống Nhất, ngã tư Bảy Hiền. Ok, bây giờ chúng ta quẹo tay phải để đi về con đường Hoàng Văn Thụ. Mình đang đi về con đường Úc Tịch anh chị nè. Úc Tịch xong chúng ta cùng ra Cộng Hòa nha. Cái quán này lúc nào cũng đông khách luôn á trời. Quán nó đẹp, thơ mộng quá, mát mẻ, nhìn rất là thoáng. Chúng ta đi hướng này là về con đường Cộng Hòa.
ok, đây là con đường Cộng Hòa nè anh chị ơi. Con đường Cộng Hòa đi về hướng quận Tân Phú, quận 12, Hóc Môn. Đây là cây cầu vượt Cộng Hòa, Hồ Hoa Thám.